Whom should I obey? Lại cầm cây. Tiếng này như gọi là cây hay là cây cú. Bên có thằng xin dao này, di này, thằng rách này bị cấm rồi. Thế nên lại phải đánh con gà này vậy. Cái quái này di chuyển linh hoạt thế nhỉ. Mày né đi. Ok. Nhìn bùa đỏ vẫn quen, như bùa đỏ bên mình. Biết ngay mà, mất dậy là hai không? Nếu vừa đầu không ăn được nó. Đi. Mình xin đây để bảo hiểm cho kia thôi. Their screams will echo in this place. Đi ăn nó đi. Bất kỳ. I have mastered every battle. No gì khỏe lắm.
Con này không biến hình không ăn được gì. Thằng Pateon nhìn đánh được phết mà. Ra để làm gì khi mình không ăn được nó? Stainless fitted swamp with their blood. What? Chói nó lại. Gì nó cầm bùa xanh giống bùa xanh của mình nhỉ? Đi mất rồi. Hay nhỉ. Biến hình nó đi. Biến nó thành con gì ấy. Ăn nữa chết. Ôi xử đứng một trụ mà. Nó thiền. Đứng một trụ mà thiền. What does Rost mean anyway? Obey. Ngon mà ăn được. Bùa xanh của tao mà. Ăn đi. Đúng rồi. Đánh chuyên nghiệp là phải cắm mắt. Không cắm mắt thì đồng đội phải ping cho à. Support nó còn nguy hiểm hơn thằng AD. Chờ thằng nào đó hy sinh. Ui, nó đánh choáng. Biến hình. Có cái gì biến hình cái đấy. Để hỗ trợ tốt tí. Vin cắm bóp.
lập chạm một tên tốt rồi. Gì thế này? Cain weeps in the abyss between oblivions. Idiot. Ngoan à, chơi à? Rút gần đỡ cái trụ thôi. Vẫn còn lại, đều còn lại là của các chú. Trời ơi. Nhìn đánh choáng luôn, thế kia là biết không thành công rồi. Trời ơi, dùng chiêu đi sớm ý. À, hết trụ rồi à. Vậy là mít tí nhỉ. Này là thông thì dụng hết cái mít nữa. Này tưng tưng. Ôi. The shadows have a new master. Dù không muốn nhưng mà gặp đi chắc phải lên giáp gai. Xem tắt đi xem. Không nhận. Xem 31. The shadows have a new master. The
như mình xanh rồi thì phải. That weapon was so confining. Ôi chết tỏ nó rồi. Chết cả hai thầy trò biết rồi. Hai thầy trò đường tăng chết rồi. Đủ cái diều rồi. Mấy kịp, mấy cứu kịp. Thôi, đuổi nữa. Thôi mà. Thôi. Tung cái gì phải giữa hạ san thì phải. Hạ san hạ sân si gì đấy. Ô đừng. Tự nhiên lại từng thằng một. Ôi thôi. Chán thế.